Grayson. Grayson, bài hát mới của Hiền Hồ. Bài hát mới đấy có tên là Có Nhưng Không Có. Rồi, vô luôn nha mọi người. Không, mệnh lệnh là do người ta cố ý. Cố tình đúng không? Để tận tình đấy. Nani? Có nhưng không có. Thấy chị đã cãi nhau. Sao lại là con của anh ấy được? Hết rồi à?
Anh nói là anh chị sắp ly hôn. Anh nói là anh chị sắp ly hôn. Đáng lẽ chị phải cảm ơn em mới đúng. Cuộc hôn nhân này đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi. Câu chuyện rất là buồn. Mẹ em vẫn không hiểu là đoạn cuối là cái đoạn là... cuối à? Đây 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 đây. Cái đoạn cuối đấy là hai anh chị Hiền đã có con đúng không? Mà anh này lại đến tặng hoa cho chị Hiền. Thế là con của anh nào? Thế là con của anh chồng à, anh này hay là anh, này hay anh kia? Anh kia. Ờ. Sán não ghê. Ờ, sán não. Nhưng mà ở đây có một đoạn nhá. Thôi có một đoạn đó là đấy, sau khi mà chọi anh này xong thì chị Hiền nằm buồn bã rồi cầm cái que ấy. Mình nghĩ là đây là que thứ hai luôn. Đấy, đấy, đúng không? Thế là có thai. Thế là hai người đã có thai rồi. Nhưng mà nhận ra là anh kia đã phản bội đúng không? Phản bội đi theo trai. Trai đi theo trai. Đi theo một người em khác. Em bị từ cái thuyết phục các bạn. Nên là chị Hiền đã không có tiếp tục với lại anh chồng nữa và quyết định ly hôn. Âm thầm sinh con đúng không? Ừ. Đó. Không nói cho anh kia biết. Single mom. Nói chung là cái video này thì giọng hát của Hiền cực kỳ hay, với lại nhạc cũng hay nhỉ? Kiểu dễ nghe, dễ nhớ ấy, với lại là cực kỳ buồn các bạn. Buồn dã man tàn bạo. Nhưng mà cảnh của ấy đẹp kinh khủng luôn. Chỗ đây này. Xanh, tông chủ đạo là xanh trắng hay hoa trắng này, xong rồi rất là xung cảnh xanh tươi mát này chị nhỉ, thanh bình. Rồi hạnh phúc chẳng được bao lâu. Rồi hết. Và cuối cùng thì mình nghĩ là người đàn ông của bạn thì trung thủy đến khi mà người ấy tìm được giới tính thật sự của mình. Ok, và đây là cái video reaction của bọn mình. Và mọi người hãy nhớ là ủng hộ cho video mới của Hiền Hồ ấy. Và mình nghĩ là cái bài này là chắc sẽ lên đến tháng 1 Thịnh Hải. Mọi người hãy xem, rất là hay luôn. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video của bọn mình nha. Và bye bye mọi người, hẹn mọi người vào cái video tiếp theo nha. Bye bye. Mọi người hãy ấn like, subscribe, nhấn vào chuông đăng ký để nhận được thông báo video tiếp theo nhé. Bye bye.